Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Úc vừa hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về trái thanh long tươi của Việt Nam, trong đó đề xuất cấp giấy phép nhập khẩu cho trái thanh long tươi của Việt Nam vào thị trường này. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Úc được xây dựng trên cơ sở tổng hợp đánh giá về dịch hại và bệnh trên quả qua thảo luận kỹ thuật với cục Bảo vệ Thực vật và dựa trên kết quả khảo sát trực tiếp vùng trồng thanh long tại Việt Nam do các chuyên gia của chính phủ Úc thực hiện trong tháng 6 vừa qua theo kế hoạch quá trình đánh giá rủi ro cho trái thanh long tươi của việt nam sẽ được chính phủ úc hoàn thành cuối năm nay thanh long việt nam phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học mới được nhập khẩu vào thị trường này nếu được cấp phép việt nam là nước đầu tiên được phép xuất khẩu thanh long vào úc trước đó úc cũng đã mở cửa cho vải thiều xoài của việt nam